Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Ngày hôm nay em Thành Đạt xin cập nhật một cái tiến độ của một cái dự án căn hộ cao cấp chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Quảng Ninh. Một trong những cái dự án mà căn hộ thuộc diện là cao cấp, tuy nhiên với cái mức giá là vô cùng hợp lý thì đang được rất nhiều khách hàng quan tâm. Đó chính là cái dự án Dragon Castle Hạ Long. Ngày hôm nay thì xin mời các anh chị và các bạn theo chân em Thành Đạt, chúng ta cùng hướng nhìn theo góc màn hình máy quay để chúng ta xem được cái thực tế tiến độ thi công giữa những ngày đầu tháng 3 của năm 2023 này. Nép mình trong cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi và vịnh kỳ quan, The Dragon Castle sở hữu một cái không gian sống sang trọng, vô cùng tiện ích và phong phú. Được lấy cảm hứng về cái lâu đài nằm giữa núi và biển thì xuất phát từ cái định hướng về một tổ ấm lý tưởng. The Dragon Castle Hạ Long được thiết kế giống như một tòa lâu đài với hơn 30 tiện ích phong phú, hiện đại, tạo nên một cái không gian sống đa dạng nhằm lưu giữ mọi khoảnh khắc hạnh phúc, gắn kết với các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè. Dự án thì được các chuyên gia đến từ tập đoàn ADIU của Hàn Quốc đã chọn một cái phong cách thiết kế hợp hài hòa giữa sự an toàn và không gian xanh. Và trong đó thì môi trường sống được hướng đến với cái mục đích là nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh, với các cái tiện ích phục vụ cho hoạt động thể chất đa dạng, áp dụng cái công nghệ hiện đại và có thể kể đến như là hệ thống camera an ninh hoạt động 24/7, hay là thang máy có cái hệ thống lọc không khí, thiết bị nhận diện gương mặt, hay là cái khu vực bảo vệ chuyên nghiệp và đặc biệt là nội khu có một cái không gian phương tiện giao thông rất là tốt. Dự án Dragon Castle Hạ Long có đa dạng các loại căn hộ với cái quy mô từ 1 phòng ngủ tới 3 phòng ngủ, phù hợp với mọi nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng. Hệ thống tiện ích của dự án cũng thể hiện rõ với sự khác biệt đến từ việc thấu hiểu sâu sắc cái nhu cầu của cư dân. Bên cạnh các khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục, sân bóng rổ, hay là các phòng cộng đồng, phòng đa chức năng, khu vực barbecue, nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, ngân hàng, hay là có thể làm hiệu thuốc, trường mẫu giáo, spa, hồ bơi, phòng gym, vân vân, thì nơi đây còn được dành không gian cho cái phòng tập yoga, hay là khu vực cắm trại, khu vực chiếu phim ngoài trời, khu vọng cảnh, vân vân. Trước mắt anh chị đây là cái tiến độ thực tế của dự án căn hộ cao cấp Dragon Castle Hạ Long với 3 tòa cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm. Thì như anh chị đã thấy, có tòa 1 sẽ là cái tòa mà đang xây dựng đấy ạ, và dự kiến được quý 1 năm 2024 sẽ bàn giao. Và còn 2 tòa mà khi đã cất lóc xong rồi, như trên màn ảnh các bạn sẽ xem ấy, thì sẽ là tháng 6 tới năm 2023 là chính thức sẽ được bàn giao ạ. Và được kết nối bởi một cái cầu kính trông rất là độc đáo. Một điều phải kể đến nữa đó là khuôn viên trung tâm chính là một cái không gian dành riêng cho các cư dân nhí, với rất là nhiều cái tiện ích giải trí được thiết kế sinh động, chú trọng tính an toàn. Và ba mẹ thì có thể chơi cùng với các con hoặc là vừa tranh thủ giải quyết công việc riêng mà vẫn có thể quan sát được các bé lô đùa. Một trong những cái buổi tối thư thái, các gia đình cũng có thể ghé đến thăm các tầng mái của cái tòa nhà với cái hồ bơi vô cực tiêu chuẩn resort trải dài suốt cái sảnh ở trên tầng 2 cũng như là phòng gym. Có yoga hiện đại ngắm toàn cảnh của vịnh Hạ Long ạ. Giờ Dragon Castle Hạ Long không quá gần trung tâm thành phố nhằm giúp cư dân tận hưởng cái không khí rất là trong lành, nhiều cây xanh, nhưng cũng không quá xa để đảm bảo các nhu cầu kết nối. Và từ dự án thì cũng chỉ mất khoảng 5 phút là đã có thể tiếp cận được các tuyến giao thông chính như là đường cao tốc, trung tâm văn hóa mới hay là phía cầu Bãi Cháy. Khoảng 10 phút thì đến trung tâm thành phố, 35 phút đến sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi, hay là nằm trên cái tiệm cận với cái trường học, bệnh viện, các khu dân cư mới hay là trung tâm thương mại. Và cái theo cái lộ trình quy hoạch mở rộng ấy, thì Hạ Long trong tương lai đặt mục tiêu sẽ trở thành một cái đô thị loại 1. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố giúp thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội hay là bất động sản khu vực nói chung và cái dự án The Dragon Castle Hạ Long nói riêng ạ. Với sự hợp tác cùng các công ty thiết kế xây dựng của Hàn Quốc thì đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, dự án The Dragon Castle Hạ Long mang đến 4 yếu tố mà theo Thành Đạt đánh giá rất là quan trọng của một dự án căn hộ chuẩn Hàn Quốc. Đó là môi trường sống tốt,
đa dạng tiện ích, tiềm năng tăng giá và an ninh. Và lý giải cái nguyên nhân lựa chọn tiêu chuẩn Hàn Quốc thay vì các quốc gia khác, thì đại diện của chủ đầu tư cho rằng xứ sở kim chi thì vốn có cái bề dày lịch sử về cái vấn đề xây dựng lối sống trong căn hộ chung cư đó. Thì nhận xét về những cái ưu thế, những cái ưu thế của dự án The Dragon Castle Hạ Long, thì giám đốc của chủ đầu tư cũng chia sẻ về cái dự án nằm khép giữa biển và núi, vốn là hai cái địa thế rất là độc đáo của Hạ Long. Bởi vậy đơn vị thiết kế đã chọn cái cách sắp xếp làm sao cho cái khung cảnh thiên nhiên được mở rộng nhất, với cái các tuyến đường di chuyển nó an toàn, quảng trường trung tâm không có xe ô tô di chuyển. Và cùng với nữa đó là cái bố cục toàn khu có thể có vẻ như là nhóm gọn lại với nhau, nhưng thực sự lại giúp đón ánh sáng và gió tự nhiên. Và chủ đầu tư đã dành cái thời gian nghiên cứu rất là kỹ với cái nhu cầu của cư dân và xem xét, soi chiếu ở các nền văn hóa, cộng đồng khác nhau để từ đó đem đến một cái thiết kế tạo lên một cái môi trường rất là bền vững, gắn kết các mối quan hệ. Và chính từ cái triết lý mà tối ưu từ thiên nhiên mà giờ Dragon Castle Hạ Long có những cái điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Từ tầng áp mái có hồ bơi hay là cầu kính trên không và sân vườn, thì mọi cư dân thì đều có thể ngắm vịnh biển Hạ Long. Và hay từ nhiều tòa tháp thì cư dân có thể phóng tầm mắt ra xa để chiếm ngưỡng được cái bức tranh thiên nhiên trên biển, cũng như là vịnh Hạ Long vô cùng đẹp ạ. Một trong những dự án mà có cái mức giá là vô cùng hợp lý với cái thời điểm hiện đại, và cùng với đó đó là cái chính sách của chủ đầu tư là vô cùng là hỗ trợ khách hàng với cái tiến độ thanh toán chia làm 22 đợt đóng trong vòng 22 tháng. Và cùng với đó là những cái quà tặng chiết khấu hỗ trợ cho khách hàng nhận nhà. Thì đây là một trong những cái dự án mà vô cùng tiềm năng, cũng như là với cái quỹ đất còn rất là nhiều ở bên cạnh để có thể phát triển được những cái khu đô thị hay là trung tâm thương mại, thì đây là một cái vị trí là vô cùng là tiềm năng. Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như là đầu tư hay là sở hữu một cái căn hộ ngôi nhà thứ hai tại dự án, thì có thể liên hệ cho em Thành Đạt qua số hotline em để trên video ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại qua những video tiếp theo ạ.